Xưa có câu chuyện cổ tích, ba cô công chúa bị vua cha thả vào rừng sâu, chỉ trao cho một ngọn lửa. Ông giao hẹn, ba cô phải giữ bằng được ngọn lửa đó đừng tắt. Nếu lửa tắt thì sao ạ? Thì nhóm lại chứ sao? Thì ba cô sẽ vĩnh viễn bị giam ở trong rừng sâu. Bà em kể, đàn bà mà đi vào rừng một mình, bị khỉ vượn bắt được, là nó hiếp đấy. Rồi hiếp xong nó bắt làm vợ luôn phải không? Đúng. Làng tao từng có người đàn bà bị khỉ chúa bắt đi gần chục năm. Nghe đâu còn đẻ cho nó một con khỉ con nữa. Không phải con thú nào cũng sợ người đâu. Chị luôn có cảm giác nó ở đâu đó quanh mình, như là nó đang theo dõi chị. Ở đâu ra thế? Em nhặt ở cửa hang, sáng dậy đã thấy rồi. Là nó.